39.800.000 đồng, sở hữu ngay là một bộ Hoàng Gia, hàng cực kỳ là đẹp, hoàn thiện đẹp kỹ hết như này, và có tặng kèm theo đó là một bộ combo cây trà trị giá lên tới là 1.200.000 đồng, gồm 5 món. Vâng các bác ạ, một chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt khi mà các bác xem hết cái video này. Trước mắt đây các bác, đây là hai cái sản phẩm mà bên cơ sở em đang bán cực kỳ chạy trong thời gian vừa qua, là một bộ sản phẩm Hoàng Gia chân 12 vách cánh bướm gỗ hương đá hàng dày dặn, và kèm với đó là một chiếc kệ tivi kiểu dáng Hoàng Gia đi theo mẫu Hoàng Gia các bác nhé. Đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác về bộ sản phẩm Hoàng Gia là em đang làm là hàng chân 12, bao gồm là 6 món, một đoạn, 2 ghế, một bàn, một đôn kẹp ghế và một chiếc đôn thấp. Cái đoạn dài là em đang làm là đoạn dài 2m53 là kích thước cả phủ bì, sâu là 70 và cao là 1m35 phân. Toàn bộ là làm là theo thông số là hàng dày dặn. Chương em đang làm là chương liền khối đục tỉa hai mặt các anh nhá. Dày là 7 phân rưỡi, đục theo lối là Hoàng Gia vương liệm hoa hồng, hoàn thiện toàn bộ qua 5 lớp BOM tinh kỹ. Vách thì em có làm là vách dày 2 phân và vách là vách để trơn vân veo tuyển chọn của gỗ hương đá 100%. Tê thì toàn bộ là tê đặc nguyên khối sát cột, tê đặc nguyên khối này. Ván em đang làm là ván dày 2 phân, hàng khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ 2 tầng, chân là chân 12 các bác nhé. Và hoàn thiện cho sở nhận tín, toàn bộ là vân tuyển chọn. Bộ sản phẩm này em đục tỉa hai mặt, mặt so đục đẹp như mặt trước và hoàn thiện thì tinh kỹ hết. Giữa thì luôn luôn là sẽ có một chiếc bàn lớn, đang làm kích thước là rộng 75, dài 1m50. Ván thì làm dày 2 phân, hàng khung tranh dày 4 phân và cổ chỉ 2 tầng, chân là chân 12 và làm theo lối là hoa là tây, yếm cũng là đục hoa là tây luôn các bạn nhìn giúp em. Bàn thì sẽ có hai chiếc ngăn kéo để anh chị mình kéo ra vào đồ rất là tiện lợi, và mặt bàn thì có đục chạm khắc ở đây là khung gương hoa tây, rất phù hợp với dòng sản phẩm Hoàng Gia các bạn. Ở cuối đây là một chiếc đôn để ngồi, em đang làm kích thước là 40x40, ván thì dày 2, khung tranh dày 4, cổ chỉ 2 tầng, chân yếm đục hoa tây, hoàn thiện đẹp kỹ hết các bạn ạ. Sản phẩm Hoàng Gia như này kê với những không gian phòng khách nhà hiện đại, nhà ống và đặc biệt hơn là những căn biệt thự tân cổ điển thì kê vào là rất là phù hợp và sang trọng. Ở đây thì đối diện chiếc đoạn lớn là có 2 chiếc ghế đơn, thì bộ sản phẩm này em đang kê chữ H ấy, thì có 2 ghế đơn đang làm kích thước là sâu 70, ngang là 1m1, cao là 1m30. Toàn bộ là bản trương, là trương liền, dày là 7 phân rưỡi, đục tỉa hai mặt và hoàn thiện kể ở bên trong lẫn bên ngoài đẹp kỹ các bạn. Vách là vách dày 2 phân, hàng vân là vân thửa nhá, tê đặc nguyên khối, ván dày 2, khung tranh dày 4, cổ chỉ 2 tầng và chân là chân 12. 2 chiếc ghế đơn, các bác nhìn để giúp em, chiêm ngưỡng giúp em. Và ở giữa 2 chiếc ghế đơn là có một chiếc đôn kẹp ghế các bác nhá. Các bác thích làm theo đôn kẹp bàn cũng được, đôn kẹp ghế cũng được, tùy theo cái không gian của khách nhà mọi người. Đôn kẹp ghế đang làm kích thước là rộng là 40, dài là 58 phân, toàn bộ là ván dày 2, khung tranh dày 4. Mặt đôn thì em có để trơn, mọi người yêu cầu đục thì bên em cũng làm đục được các bác nhé. Toàn bộ là yếm dày là hơn 3 phân. Kèm theo mẫu bàn ghế Hoàng Gia thì không thể là thiếu một con kệ tivi, cũng là kiểu dáng mẫu Hoàng Gia rất phù hợp, kê với nhau. Và con kệ là em đang làm là hàng dày dặn, khung tranh dày 5 phân, kích thước là dài là 2m42, sâu là 49 phân và cao 80 phân, là kích thước cả phủ bì. Toàn bộ là cái ván mặt này dày là 1 phân 6 này, rất dày. Khung mặt dày 5 phân, khung cánh các bác nhìn giúp em này, khung cánh dày lên tới là 4 phân các bác nhá, dày 4 phân, ván cánh dày 2 phân rưỡi, đục tinh rất là dày. Và kể cả bên trong này nhà em làm hoàn thiện tinh kỹ hết, chất liệu là gỗ hương đá đỏ của Lam Phi 100%, và các họa tiết hoa văn là làm theo lối là tân cổ điển Hoàng Gia, và cái vách này là vách cánh là để trơn, các bác nhìn chiếm ngưỡng giúp em này, chân mình yếm đục hoa tây. Toàn bộ là hàng được làm ở chất liệu hương đá 100%, hoàn thiện tinh kỹ hết. Khi mà mọi người mà xem đến cuối video này, em có một mức giá cực kỳ điên rồ anh chị em mình. Một bộ sản phẩm Hoàng Gia chất 12, hàng dày dặn, gỗ hương đá này bên em đang bán mức giá thường là sẽ rơi vào là 53.800. Nhưng mà các bác xem được video này, em để các bác với giá chỉ có là 39.800.000 đồng, sở hữu ngay là một bộ Hoàng Gia, hàng cực kỳ đẹp, hoàn thiện đẹp kỹ hết như này. Và có tặng kèm theo đó là một bộ combo cây trà trị giá lên tới là 1.200.000 đồng, gồm 5 món: một hộp đựng giấy, một hộp đựng chè, một hộp đựng tăm, và đây là một cái gạt tàn, và cuối cùng không thể nào thiếu một cái khê trà. Và tặng kèm theo đó là một kính bàn, một kính đôn dày 9 ly anh chị em mình nhá. Cái giá của con kệ tivi khi mà mọi người mua theo combo này, con kệ tivi này thì là con kệ tivi Hoàng Gia hàng dày, em đang bán với giá là 19.800, giá công khai ở xưởng nhà em. Và trong video này
các bác lấy luôn con cày này em để các bác với giá chỉ có là bao nhiêu, 14.800.000 đồng là giá hoàn thiện được ký hết đấy. Mọi người mà quan tâm hai sản phẩm này hãy liên hệ qua số điện thoại hotline của em sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người đấy. Và đến sở nhà em để xem hàng là cơ sở nhà em đang quay đây, là cơ sở 1 nằm ở cạnh cái sân cầu bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội đấy. Có cả khu vực mà dựng mộc này, khu vực trưng bày sản phẩm này và khu vực hoàn thiện sản phẩm để mọi người qua xem mắt thấy tai nghe. Và các bác xem video của em mà thấy hay hãy ủng hộ cho em Biện bằng những nút like, chia sẻ và đăng ký kênh cho em. Giờ em cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và theo dõi hết video clip với cơ sở nhà em các bác nhá. Xin chào mọi người.